Malaga đây và chào mừng các bạn quay trở lại với Gạo Nghiệp TV. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại và tiếp tục với tựa game Ninja Legend các bạn. Tựa game này cuối tuần này sẽ cập nhật một phiên bản như thường lệ. Tại vì theo thông lệ của nó là cứ mỗi thứ 6 hoặc thứ 7 hàng tuần thì nó sẽ cập nhật. Và bây giờ nó vừa ra, ngày hôm nay nó vừa ra một phiên bản mini update luôn các bạn. Không có gì nhiều cả. Cho nên video này thì cũng sẽ không có dài ha. Đầu tiên là nó ra cho chúng ta một cái rank mới, thứ hai là ra cho chúng ta một cái trứng mới. Và cái trứng này như mình nói ngày hôm trước luôn, đó chính là một cái phiên bản cập nhật còn thiếu để cho chúng ta có thể nâng cấp con pet của mình lên được cấp độ là Z Master Pet. Video trước mình nói là chỉ có những con pet mà chúng ta mua bằng cái gói pack 2499 Robux nó biến cái tựa game này thành một cái tựa game tiêu Robux cực kỳ nhiều. Thì bây giờ nó vừa ra chúng ta một cái trứng mới. Cái trứng này có tên là The Dark Star Orion Ristone các bạn. Nó cho chúng ta một con pet cuối cùng với tỷ lệ là 1%, tên là Dark Storm Elemental Hydra với cấp độ là Master Legend. Tại vì chỉ có những con pet ở cấp độ Master Legend này nó mới có thể biến thành con pet Z Master nha các bạn. Và hiện tại bạn đang thấy mình đang có 1, 2, 3, 4 con pet. 4 con pet này, đây là lần đầu tiên kể từ khi mình chơi tựa game này mình không phải dùng tiền để mình mua những con pet bất. Ok, tính tới phiên bản trước thì mình có con Leviathan nè, Leviathan đó, cái con này là mình mua ha. Còn bây giờ với con pet xịn nhất trong tựa game này của cái trứng mới ra hồi sáng nay luôn là 5 tỷ tiền, 5 tỷ key nè, là Dark Storm. Thì mình quay các kiểu mình ra được con pet này ha các bạn ha. Thì mới đầu nó ra chỉ là một con pet bình thường thôi. Rồi sau đó mình vô cái đền đó bạn, cái đền nằm phía sau thác nước này nè, để chúng ta có thể cloning nó ra ha. Cứ 5 con. Rồi mình nâng cấp nó lên một cấp độ tiếp theo như Elemental, Immortal, rồi Exegesis và cuối cùng là Jet Master. Cái cập nhật á là chúng ta còn khoảng tầm 3 ngày nữa, như là 3 ngày nữa thì mình sẽ ra một cái khu vực mới có tên là Alta Up Elemental, tức là một cái đền nguyên tố. Mình không biết là bên đó có những nội dung gì mới, thì các bạn hãy cùng đếm ngược nha. Đây gọi là phiên bản mini update countdown. Hồi sáng thì mình mở được cái con này và mình cứ loaning nó và nâng cấp nó, thì cấp độ cao nhất là Z Master Dark Storm Elemental Hydra, nó có giá trị là 31,2 WIA. Nếu các bạn muốn loaning nó ra thêm một con Z Master nữa, còn các bạn loaning từ cấp độ bình thường cho tới cấp độ Intensive thì nó không nhiều đâu. Chỉ cho các bạn biết là với con pet này các bạn muốn loaning nó ở cấp độ là Z Master thì các bạn phải tốn là 31,2 WIA cho một cấp độ nha, quá là dữ dằn luôn. Ok, và hôm nay nội dung chính trong video này là mình sẽ rebirth để đạt cái rank cuối. Vì như mình nói chúng ta có thêm một cái rank cuối nữa. Ok, chúng ta sẽ selling nè. Vô đây nha các bạn. Cái rank cuối trong tựa game này là đây, The Dark Sun Samurai Legend cho chúng ta là 400.000 Ninjutsu. Thì bây giờ số tiền bạn thấy góc trái của mình là 36,4 SP rồi. Thiệt ra là từ khi nó ra được những cái vũ khí mới là khoảng tầm 25 vũ khí mới, cũng như nó ra một số cái ba lô mới và những con pet mới á, và cấp độ Z Master luôn, thì chúng ta cày cuốc những cái rank cuối cùng nó cực kỳ nhanh. Cái rank ngày hôm trước mình là Master Legend Zephyr đúng không? Rồi sau đó mình tăng lên Golden Shuriken Master. 1000 Q thì chúng ta sẽ có là 1 SE ha. Thì cái này tương đương với lại 10.000 Q. Thì hồi nãy tức thì trước khi vào quay video khoảng tầm 1 tiếng thì mình rebirth lên cái rank là Golden Sun Shuriken Legend. Thì bây giờ sau đó mình cày tiếp khoảng 30 phút nữa, chỉ 30 phút thôi, với vũ khí cuối cùng. Và chúng ta đã là phe Bad Gamma rồi, Gamma 6 rồi. Các bạn cứ qua bên đây ha, The Ancient Magma Pot nè. Qua bên đây training á, thì các bạn sẽ có số lượng ninjutsu nó nhiều hơn, nhân 10 lần, 11 lần và nhân coin là 15 lần. Nếu bạn nào có robot á, thì các bạn có thể dùng robot mua auto sell trong 25 phút thì các bạn sẽ được vừa nhân 15 ninjutsu thì đương nhiên rồi nha. Và thứ hai là các bạn sẽ được nhân 15 coin. Cái việc mình cày cuốc chỉ là vấn đề thời gian thôi. Với 8 con pet mình đang có, mình lên là 38,1 SP. Rồi khoảng tầm 3 giây sau là 38,6 SP. Rồi cứ khoảng tầm 3 giây sau nữa 39,2 SP. Đó là cách mình cày cuốc ha. Auto sell mình bây giờ còn 26 giây nữa. Ôm nhà không quan trọng các bạn, vì mình đã đủ tiền để mình rebirth được cái rank cuối cùng vừa mới ra hồi sáng hôm nay rồi. Và vào cái cách mà chúng ta có thể kiếm được cái số lượng key nó nhanh nhất, nó nhiều nhất là các bạn hãy đi diệt boss. Và vừa có một vùng đất ra là vùng đất từ Gold Island á, cái đảo vàng đó các bạn. Cái vùng đất đó cho chúng ta một cái rương gọi là Mega Chest ha. Cái rương nó cực kỳ cho chúng ta nhiều, rất nhiều key. Và nếu các bạn búp thêm một cái nữa là nhân 10 key á, với giá trị là 89 Robux nè, các bạn sẽ có rất nhiều key để có thể cloning những con pet của mình ra. Đó là cái lý do bây giờ mình không cần phải mua pet bất nữa các bạn. Chính bản thân mình hôm nay trong video này mình sẽ bất lên 11 con pet xịn nhất game của cái trứng mới ra nha các bạn. Tại vì mỗi người 8 con pet nhưng mà có thêm một game pass nữa là 3 con pet,
thì chờ tới phiên bản cuối tuần này. Nếu phiên bản đó rất là khó để cày cuốc thì mình sẽ mua thêm một game pass là thêm 3 con pet nữa, thì khi đó mình sẽ có được 11 con pet. Đây, 399 Robux. Còn hiện tại mình chỉ sở hữu 8 con pet là thấy khá là mạnh mẽ rồi. Mua luôn cái nhân 10 kỳ nè, 89 Robux. Ok. Đó. Thì các bạn sẽ ngay lập tức thấy được cái số reward của mình của cái kỳ lên gấp 10 lần liền. Giờ là một qua nè, một VR chứ. Hồi nãy á là chỉ có khoảng tầm mấy chục trillion thôi đúng không? Bây giờ lên một phần mấy VR rồi. Tức là số kỳ mình nhân gấp 10 lần ha. Cái tip mà các bạn muốn tiết kiệm thời gian nhất á là các bạn hãy diệt những con boss cho tới khi nó gần hết máu. Rồi sau đó các bạn hãy búp cái nhân 10 này lên thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Còn nếu bạn có số dam boss nó yếu, nếu các bạn là người lên tới hòn đảo vàng và các bạn nâng cấp tối đa cái skill của mình thì các bạn sẽ được 4 boss hit, tức là một nhát các bạn sẽ gây ra 4 sát thương cho con boss, thì các bạn diệt boss rất là nhanh. Một con boss solo 3500 máu thì nó chỉ mất khoảng tầm đâu 6 phút thôi. Và lưu ý nha các bạn, cái room mega chest ở trên hòn đảo vàng á thì nó sẽ tỷ lệ thuận với lại số con pet các bạn có. Con pet các bạn càng mạnh nó sẽ tương đương với lại cái số kia các bạn nhận được càng nhiều. Ok, từ từ nha, sắp chết rồi, để mình giết nó chết à. Ale hấp 43 máu, mình đang có là 5.83, 86, bây giờ mình có là 5.93 qua ki nè, xịn sò liền. Bây giờ rất là nhiều hòn đảo luôn cho nên mình cũng không biết là chúng ta nên lên hòn đảo nào để lấy ki nữa, nhưng mà để tiết kiệm thời gian nhất thì chúng ta chỉ lên hòn đảo cuối cùng thôi, bởi vì nó cho chúng ta số lượng ki khá là nhiều. Còn lên những cái hòn đảo khác thì nó cho chúng ta ki chắc cũng tầm đâu khoảng vài chục tới vài trăm trillion thôi. À, đột nhiên mình mất trí nhớ rồi, định làm cái gì ta? À, bây giờ mình sẽ lên cái hòn đảo vàng đi ha, The Golden Master Island, để mình cho các bạn coi cái rương khổng lồ của chúng ta cho chúng ta mega key với cái búp nhân 10 này sẽ là bao nhiêu. Đây, 472,7 qua key nha các bạn, nhớ nha, 472,7. Rồi, bây giờ trước khi mình ăn cái rương đó, mình sẽ làm hành động, đó chính là mình vô cái đền này, cái altar này. Để làm gì? Để mình loading thêm một con pet nữa. Rồi chúng ta sẽ xem là cái số lượng key ở trong cái rương đó nó sẽ có tăng lên hay không. Minh chứng cho điều mình nói ha. Đây, giá trị là 31,2 QR nha. Loading một con hết tiền luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt một con pet Genesis này. Cấp độ cao nhất của những con pet trong tựa game này đã tăng lên cấp 200 nha các bạn. Unequip. Rồi, equip con này ra. Chán ta chán. Bây giờ info của mình á, total coin là 622 triệu. Total key là 570 triệu, quá là khủng khiếp đi. Nó sẽ cho mình bao nhiêu? Đây các bạn thấy chưa, như mình nói luôn, số lượng con bé các bạn càng xịn thì nó sẽ cho các bạn số lượng qua ở trong cái rương này càng nhiều, số lượng key chứ. 570, pam 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 pam, nửa tỷ rồi các bạn. Rồi sau đó thì bây giờ mình đang có 5 con bé xịn sò nhất đúng không? Mình chỉ cần vô mình loaning thêm 6 con, 5 với 6 11, ok, loaning thêm 6 con nữa thôi. Và sau này nếu có tiền, tại vì đang vẫn còn trong cái sự kiện là nhân 20 tất cả chỉ số nha. Còn sự kiện mình cứ canh vài tiếng, 6 tiếng gì đó mình vô mình ăn cái rương đó, để sau này mình nó ra một cấp độ cao hơn Z-Master Bet thì chúng ta sẽ có một dàn bet khoảng vài chục con bet cuối cùng rồi nè. Cái con bet Dark Luna, không phải, con bet Sandstorm gì nè các bạn, Dark Storm gì nè, để chúng ta nâng cấp luôn. Tại vì 5 con bet mới thành một con bet cấp cao hơn đúng không? Như vậy 11 con bet, 11 nhân cho 5 là mình phải thủ sẵn cho mình là 55 con bet. 55 con bet nha bạn, 55 con bet Darkstorm Elemental Highcraft này, 55 con, để sau này nó ra một cấp độ cao hơn là mình sẽ có ngay trong cái video review luôn một cái dàn full team 11 con bet xịn sò nhất. Không biết nãy giờ bạn có hiểu không ta? Thôi kệ đi. Ok, bây giờ mình cloning thêm 6 con nữa nha. 1 2 3 4 5 6. Mình vẫn còn 384 qua các bạn QR. Đọc cái lộn qua hoài, QR nha các bạn. Bây giờ mình đã mạnh hơn rất là nhiều rồi, cho nên mình sẽ cho các bạn đó những con bet ít Genesis luôn. Ok, khá là tốn kém nha. Nói chung là không có tiền để cho các bạn con bet xịn sò nhất đâu. 30 mấy QR rất là mắc các bạn. Cho các bạn con bet ít Genesis là khá là khủng khiếp rồi đúng chưa? Bây giờ mình sẽ tắt con bet unequip những con bet Dark Leviathan xuống. Cảm ơn người đã gắn bó với ta trong suốt khoảng thời gian qua. Bây giờ mình đã có 8 con bet cổ cái trứng vừa mới ra trong phiên bản media update hồi sáng hôm nay luôn, khá là ghê gớm nha. Ok, xong, nội dung như vậy thôi, cũng hết 10 phút chứ nhỉ. Con bé rất là xịn sò, 2 con, bộ đó thêm con chim bánh cục nè. Đó, it's Genesis, ok. Chúc em thành công, ai cũng có phần, mãi vô. Bạn nào mà join được với mình thì các bạn cứ, khi mà mình mở chế độ trading, thường mình sẽ mở chế độ trading ở cuối
cái video nha. Hai con bé Genesis, một con bé, chém mấy con bé này cho hết các bạn, con bé chim cánh cụt nè. Mình không biết là mỗi bạn có bao nhiêu con bé nhưng mà thôi cứ trading cho hết đi. Hai con bé X Genesis và một con bé Elemental chim cánh cụt. Rồi nãy giờ trading chắc là đủ rồi ha, bây giờ mình sẽ tắt chế độ trading xuống. Có nhiều bạn có một cái tư tưởng là được voi đòi hai bà trưng đấy, tức là mình đã chơi cho các bạn con bé X Genesis rồi khá là mạnh, các bạn còn đòi mình là hãy chơi cho em con bé mạnh nhất mà anh đang xài đi. Thua. Ok. Cuối video thì bây giờ mình sẽ vô rebirth nha các bạn. Tại vì nội dung mình đã đưa tới các bạn đã xong rồi. Dark Sun Samurai Legend nhân 400.000 New Su. Đúng. Yay, cuối cùng là max rank nha các bạn. Tại sao cái rank này mình có thể lên được vùng đất là Spy Island trực tiếp và cái này thì mình lại không có? Ngộ nha. Ok, nhưng mà nói chung là mình đã max rank trong từ game này và cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.